Xin chào tất cả các con, chào mừng chúng mình đến với vườn đọc của câu lạc bộ ngôn ngữ và EQI. Các con thân mến, ngày hôm nay thì cô Kiều Anh muốn giới thiệu cho chúng mình một cuốn sách vô cùng thú vị, đó là cuốn tuyển tập ngụ ngôn Ê-dốp các con ạ. Cuốn sách bao gồm rất nhiều các bộ truyện ngắn nhỏ thôi kể về các loài vật, mượn chuyện của các loài vật nhưng chúng lại có ý nghĩa vô cùng sâu xa, dân dạy con người chúng ta những bài học về đạo đức. Bên cạnh những mẩu chuyện ngắn thú vị thì cuốn sách cũng thu hút các con bởi có những cái hình ảnh minh họa vô cùng là sinh động và bắt mắt. Vậy đến với câu chuyện ngày hôm nay, cô muốn giới thiệu với chúng mình về hai nhân vật, là hai con vật khá là quen thuộc với cả các con. Chúng mình nhìn đây và có thể đoán nghe ra được chính là gì đây nhỉ? À đúng rồi, chính là những chú chuột đúng không? Câu chuyện ngày hôm nay thì kể về một chú chuột sống ở nông thôn và một chú chuột sống ở thành phố. Vậy hai chú chuột này, hai con vật sống ở hai nơi khác nhau như thế thì có thể xảy ra chuyện gì được nhỉ? Các con hãy cùng với cô Kiều Anh chúng ta theo dõi câu chuyện ngày hôm nay nhé. Các con đã sẵn sàng cùng với cô Kiều Anh chúng mình cùng tham gia vào câu chuyện của vườn đọc ngày hôm nay chưa? Các con ơi, chúng mình sẽ bắt đầu luôn nhé. Câu chuyện chuột thành phố và chuột nông thôn. Một hôm, một con chuột sống ở nông thôn đã mời một con chuột sống ở thành phố về vùng quê của nó để cùng nhau chơi đùa và trò chuyện. Cả hai đã có một buổi nói chuyện, một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ, ngồi trò chuyện với nhau ở bên bờ sông. Và khi màn đêm bắt đầu buông xuống, trời đã trở về tối rồi, thì chuột nông thôn liền mời chuột thành phố về ngôi nhà của nó để cùng nhau dùng bữa. Ngôi nhà thì có phần khiêm tốn thôi, và thức ăn thì cũng rất đơn giản, chỉ gồm có những quả hạch, quả mọng, mấy hạt lúa hay vỏ bắp ngô mà chuột nông thôn đã cẩn thận thu gom từ ngoài đồng để mang về nhà của mình. Vậy thì trước những món ăn chúng mình thấy này, có quả hạch, quả mọng, rồi những hạt thóc và những vỏ bắp ngô đấy thì có hấp dẫn thu hút được chuột thành phố không? À, có bạn sẽ nghĩ rằng là chuột thành phố thì thường hay ăn gì nhiều hơn đấy các con nhỏ, chúng có ăn lúa rồi ăn ngô không? À, các bạn sẽ bảo là chuột sẽ ăn rất nhiều bánh kẹo này, rồi những hạt gạo hay là những miếng phô mát rất là tươi ngon. Vậy chúng có cảm thấy hào hứng với những món ăn độc đáo này không? Chúng ta cùng theo dõi tiếp câu chuyện nhé. Thế nhưng trước những món ăn mà chuột nông thôn mời nó thì chuột thành thị lại không lấy làm ấn tượng. Chuột thành phố liền nói với người bạn của mình: "Này bạn thân mến của tôi ơi, cậu hãy đến thành phố một chuyến đi để xem ở đó những con chuột được ăn những món ăn tươi ngon trên những bữa tiệc ê hề như thế nào." Trước phản ứng thái độ có phần bạc bẽo của người bạn thì chuột nông thôn không nói gì, nó có phần thấy hơi buồn. Thế nhưng nó cũng đi theo người bạn và hai con chuột bắt đầu lên đường về thành phố. Chuột thành phố đang đi thì đột nhiên nó đâm bổ vào một lỗ hổng ở trên đường, và chuột nông thôn cũng lặng lẽ lẻn vào đi theo trong nó. Một lối đi dài bụi bặm dẫn vào một căn phòng rộng mênh mông. Chúng mình đoán xem căn phòng rộng mênh mông nơi mà các chú chuột thường tập trung tới đó là căn phòng gì nhỉ? À, ở nhà chúng mình thì có phòng khách này, phòng gì nữa? Phòng ngủ này, phòng ăn, đúng không? Thì đâu sẽ là cái nơi mà các chú chuột cảm thấy được hấp dẫn và tập trung nhiều nhất ở đấy nhỉ? Chính xác, chính là căn phòng ăn hay phòng bếp, đúng không? Cả hai con chuột bước vào một căn phòng rộng thanh thang. Nào, nhanh lên, nhanh lên! Người bạn thành chuột thành phố giúp chú chuột nông thôn của mình: "Cậu vào đây và hãy tự chọn những món ăn ngon lành đích thực cho mình đi." Và sau đó nó phóng lên một cái bàn rất cao. Chuột nông thôn lúc này bò theo sau và mắt nó suýt rơi ra ngoài, bởi vì trong cuộc đời của nó chưa bao giờ nó được thấy những món ăn tươi ngon ê hề. Đó có những miếng phô mát to khổng lồ, rồi một bát quả hạnh ngon lành trộn với sữa chua, và những quả vả, quả táo bóng loáng. Ồ kia, một ổ bánh mì nướng thơm ngon
nhưng nó nghĩ nó sẽ gặm một miếng bánh mì phô mát trước tiên. Nó đang ăn thì bỗng cánh cửa mở sầm một cái. Chuyện gì xảy ra thế hả các con? Cửa mở có nghĩa là ai xuất hiện đấy nhở? Đúng rồi, chính là con người xuất hiện. Chuột thành phố lúc này phản ứng rất nhanh. Nó trượt thật nhanh xuống cái chân bàn, rồi chỉ trong nháy mắt nó chui toan vào trong một cái kẽ hở ở trên hốc tường. Trong lúc đó, chuột nông thôn thì vẫn thế nào đây nhở? À, hoang mang, ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Và chúng ta thử nghĩ xem, nếu chúng ta là con người nhá, các con mở cửa phòng bếp và thấy có một con chuột đang ở trên bàn ăn của chúng mình, đang gặm một bánh mì của chúng mình, thì chúng ta sẽ phản ứng ra sao hả các con? À, chúng ta sẽ gì đây nhở? Hét lên chẳng hạn, hoặc là sẽ dùng một cái cây hay là một cái que gì đấy để đuổi cái con chuột đấy đi, hoặc là có thể dùng cái gì đấy, à một cái bẫy để bắt con chuột đấy lại để nó không phá phách, không ăn mộng thức ăn của chúng ta nữa. Vậy thì lúc này chuột nông thôn có quen với cái việc là đi ăn vụng ở trong nhà bếp như thế không? À, nó sẽ không phản ứng nhanh được như chú chuột thành phố đã quen cái thói ăn vụng nhiều lần rồi, nên chỉ cần có người xuất hiện là chúng ta biết đường mà chạy trốn ngay. Còn riêng chuột nông thôn thì vẫn đang hoang mang ngơ ngác đứng ở trên bàn ăn, không hiểu chuyện gì, chưa kịp hình dung ra chuyện gì xảy ra. Và thế là chuột nông thôn bị con người chỉ thẳng tay vào mặt và nói: "Trời ơi, biến ngay đi, đồ chuột bẩn thỉu." Đấy là câu nói của con người. Và một bàn tay rất to giơ cao lên rồi hạ thẳng xuống bên xuống dưới bàn, ngay trước mặt má của chú chuột nông thôn. Và chú kêu lên một tiếng sợ hãi, rồi chuột nông thôn cũng lao xuống chân bàn, phóng theo sau chuột thành phố, lối mà chuột thành phố đã dẫn chúng ta vào. Lúc này tim của chuột nông thôn đập thình thịch, bởi vì thế nào đây nhở? À, chú ấy quá là sợ hãi, thở hổn hển không ra hơi. Chuột nông thôn nói với người bạn của mình: "Ôi, thật là một chuyện kinh khủng, tớ cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra. Có phải vừa rồi là chúng ta đang đi ăn trộm không hả người bạn của tôi?" Chuột thành phố nói như thế nào các con? "Đúng rồi, phải không? Tôi rất lấy làm tiếc." Chuột nông thôn nói: "Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta không nên làm như thế này một lần nào nữa. Bất chấp hết những sự giàu có, ê hề đồ ăn ở thành phố, tôi thì vẫn thích sống lối sống đơn giản, tự mình làm ra, tự mình kiếm lấy những cái ăn, tự do chính vì nhỏ sức lao động của mình thì vẫn là an toàn và vui vẻ, sung sướng hơn gấp bội phần." Nói xong, nó lẩm bẩm cảm ơn chuột thành phố đã dẫn mình đến đây, rồi nó dùng hết cái tốc lực chạy về nông thôn, nơi ngôi nhà nhỏ ấm áp với những món đồ ăn mà nó tự kiếm được ngoài đồng về đang chờ nó. Vậy là câu chuyện của cô Kiều Anh đến đây là kết thúc rồi. Các con thấy câu chuyện về hai người bạn chuột nông thôn và chuột thành phố có thú vị và hấp dẫn không nào? À, hẳn là qua câu chuyện chúng ta đều thấy chú chuột thành phố thì có tính cách như thế nào nhỉ? À, chú ấy thích ăn những đồ ăn ngon này. Chú ấy có tự kiếm được đồ ăn cho mình không? Mà thay vào đó thì chú ấy đi làm gì ấy nhỉ? Rồi, chú đi ăn vụng, ăn trộm của con người, đồ ăn có sẵn ở trên bàn ăn, ở trong bếp. Thế còn chú chuột nông thôn của chúng ta thì sao hả các con? À, chú chuột nông thôn thì là một chú chuột rất là gì nhỉ? Chăm chỉ này, đúng không? Tốt bụng. Và đặc biệt là chú ấy thế nào? Rất là yêu lao động, biết gì đây nhỉ? Tự kiếm sống, tự đi tìm thức ăn cho chính bản thân mình. Vậy chắc hẳn qua hai câu chuyện về hai người bạn chuột nông thôn và chuột thành phố ngày hôm nay, các con cũng đã đều rút ra cho mình một bài học riêng phải không nào? Chúng ta hãy cố gắng chăm chỉ học tập, làm việc để chúng ta sẽ hưởng được những thành quả xứng đáng. Còn nếu như chỉ biết đi lấy của người khác này, ăn vụng ăn trộm thì rất là gì nhỉ? Nguy hiểm, và như vậy thì chẳng vui vẻ gì. Và các con thấy chúng ta nên học theo nhân vật nào? Đúng rồi, học theo nhân vật chuột nông thôn, và không nên học theo thói ăn trộm của ăn vụng của gì nhỉ? À, chuột thành phố phải không? Cô và các con cũng đã cùng nhau tìm hiểu xong câu chuyện đầu tiên trong cuốn Ngụ ngôn Aesop. Cô mong là chúng mình đã có khoảng thời gian vui vẻ với cô, và bây giờ cô xin chào các
các con. Và hẹn gặp lại chúng mình trong những câu chuyện tiếp theo nhé.